lộ bản thỏa thuận ly hôn của Ngọc Nữ Ngọc Lan và Thanh Bình sau 5 năm, sự thật chính thức được phơi bày. Hồi năm 2019, Thanh Bình, Ngọc Lan bất ngờ thông báo ly hôn sau 3 năm chung sống khiến dân tình xôn xao. Khi ấy, Thanh Bình khẳng định lý do họ chia tay không vì người thứ ba. Việc đường ai nấy đi là tự nguyện sau thời gian cả hai không tìm được tiếng nói chung. Chúng tôi đến với nhau đều là những người trưởng thành, đủ chín chắn trong mọi quyết định. Khi nhận ra không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau, cả hai đối thoại và vài tháng sau mới quyết định đường ai nấy đi, anh nói. Đồng thời, cặp sao cũng vẫn cùng nhau làm tròn trách nhiệm của những bậc làm cha làm mẹ với con trai Louis. Hiện Ngọc Lan đảm nhận nuôi Louis song hai người thường liên lạc chia sẻ cách dạy con, cập nhật tình hình của bé. Trước đó, xuất hiện tại một sự kiện, diễn viên Ngọc Lan đã chia sẻ thỏa thuận với chồng cũ có liên quan đến nhóc tỷ. Theo đó, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời cho biết con trai nhận được đầy đủ tình yêu thương của cô và chồng cũ Thanh Bình. Cả hai cũng thống nhất với nhau trong cách dạy con để có được phương pháp tốt nhất. Khi mà ở bên ba thì mẹ luôn đúng, khi ở bên mẹ thì ba luôn đúng. Đó là thỏa thuận lớn nhất, bất di bất dịch mà tôi với chồng cũ phải theo. Ai làm sai thì sẽ bị ăn đòn, diễn viên Ngọc Lan hài hước tiết lộ. Cùng với đó, Ngọc Lan cũng luôn chứng tỏ bản thân bản lĩnh, mạnh mẽ sau khi kết thúc hôn nhân. Cô tận hưởng cuộc sống độc thân, thường xuyên đưa con trai Louis đi du lịch, mua sắm. Diễn viên cho biết chuyện kết hôn hay ly hôn đã nằm trong tính toán nên cô không hụt hẫng hay mất phương hướng. Cô chủ động sắp xếp, làm quen với cuộc sống mẹ đơn thân. Cô không nghĩ ly hôn là thất bại. Sự thất bại của một con người là không làm, không sống được theo ý mình muốn mà lệ thuộc vào người khác, cô nói. Ngọc Lan từng cho biết cô đang rất sung sướng, tận hưởng cuộc sống độc thân hiện tại. Trước đây, làm gì tôi cũng phải xin phép, nuôi con thế nào cũng phải hội ý, không được phép làm theo ý kiến riêng. Thoát khỏi sự ràng buộc hôn nhân, tôi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Tôi thoải mái thể hiện tình cảm với bất kỳ bạn bè, đồng nghiệp nào trên mạng xã hội. Tôi nghĩ mấy ai được như mình nên cảm thấy rất đã, cô nói. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận mối quan hệ tình cảm mới. Cô cho rằng những người trải qua đổ vỡ như mình thường ngại bắt đầu lại. Điều duy nhất tôi sợ là sợ cho con mình. Người ta cũng sẽ thương con mình đó, nhưng nếu vô tình bắt gặp người ta liếc Louis khi bé hư hỏng một điều gì đó, chắc tôi không chịu nổi. Tôi là người cầu toàn, muốn một tình yêu toàn diện nên sợ người ta không đủ yêu thương con mình. Điều kiện tiên quyết để một người đàn ông có thể bước vào cuộc đời tôi chính là qua con. Tôi thấy hầu như mẹ đơn thân nào cũng có suy nghĩ giống mình, Ngọc Lan nói. Ngay tại thời điểm này, tôi có thể khẳng định rằng tôi không muốn lấy chồng. Nếu có thể tìm được một người đàn ông có thể chia sẻ được, tôi chỉ muốn dừng ở mức chia sẻ, quan tâm nhau chứ không muốn về chung nhà. Tôi không thích ai sai con tôi. Khi về chung nhà, họ có thương con mình thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng tôi không thích điều đó. Tính tôi hay tính xa như vậy. Mùa dịch vừa rồi tôi stress vì lo xa quá đó. Tôi đã chuẩn bị hết rồi, đã làm di chúc luôn rồi đó. Tôi tự lập lắm. Mình sinh con là để nuôi con, mình đem con đến thế giới này thì mình phải nuôi, phải lo cho nó. Sau 10 năm làm tri kỷ, Ngọc Lan, Thanh Bình nên duyên vợ chồng vào năm 2016. Sau khi kết hôn, cặp đôi đồng hành từ đời tư đến công việc. Tổ ấm của Ngọc Lan, Thanh Bình ngày càng tròn đầy viên mãn khi con trai đầu lòng chào đời vào năm 2017.